lại thêm những ca tai biến trong khi làm đẹp và lần này là một nam thanh niên ở tỉnh Long An. Sau khi tiêm filler tức là chất làm đầy tại một cơ sở spa để nâng mũi, chàng trai 27 tuổi này bất ngờ bị mờ mắt nhiễm trùng hoại tử vùng da mũi và bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngày 11 tháng 11, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nam bệnh nhân 27 tuổi dù đã được chữa trị nhưng mắt phải của bệnh nhân này đã hoàn toàn mất thị lực và bị biến chứng sẹo do hoại tử để lại. Trước đó, bệnh nhân đến một cơ sở spa ở địa phương để thực hiện nâng mũi bằng phương pháp tiêm filler không rõ loại. Sau khi tiêm filler vài ngày, bệnh nhân bị mờ mắt, nhiễm trùng sưng nề và hoại tử vùng da mũi. Bệnh nhân được bệnh viện tiến hành làm các xét nghiệm, chụp MRI và soi đáy mắt. Các bác sĩ cho biết, mắt phải của bệnh nhân phải chấp nhận bị mù cùng với di chứng sẹo do hoại tử vùng mũi gây ra. Khoa tạo hình thẩm mỹ bệnh viện Đại Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian gần đây, trung bình mỗi tháng khoa tiếp nhận từ 1 đến 2 trường hợp có cả nam và nữ bị biến chứng nặng do tiêm filler và không ít các trường hợp đã để lại biến chứng nghiêm trọng không thể phục hồi.